Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với bản tin bóng đá tối 8 tháng 6. Bên cạnh những cuồng quay cực kỳ hấp dẫn của Nation League, vẫn còn đó không ít thông tin nóng hổi về những nền bóng đá hàng đầu của lục địa già. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Harry Kane nói về cột mốc 50 bàn thắng trong sự nghiệp. Joe Burley cảm kết Tuchel quyết định mọi chuyện chuyển nhượng ở Chelsea. Van Persie giải thích vì sao anh từ chối về Man United cùng Ten Hag. Pogba lần đầu trải lòng với quyết định rời Man United. Rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã bước vào trận đấu với đội tuyển Đức tại UEFA Nations League. Thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate gặp phải rất nhiều khó khăn và chỉ có thể kiếm được một điểm nhờ pha lập công của Harry Kane. Đó là pha lập công thứ 50 của đội trưởng Tam Sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều đó khiến Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại thứ hai của đội tuyển Anh và là một trong hai người vượt qua cột mốc 50 bàn thắng trong màu áo đội tuyển. Harry Kane chỉ còn kém Wayne Rooney 3 pha lập công nữa và anh còn rất nhiều thời gian để san bằng cột mốc này. Sau trận đấu, Harry Kane cũng có những chia sẻ với truyền thông. Một lần nữa, chân sút của Spurs khẳng định điều quan trọng nhất là giúp đội bóng có được một điểm trước người Đức. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất trong suốt nửa giờ đồng hồ cuối trận đấu. Thật tuyệt vời khi ghi được một bàn thắng, chỉ tiếc là chúng tôi không có được chiến thắng sau trận đấu này. Harry Kane cần tiếp tục thể hiện điều này ít nhất trong cuộc đối đầu với Italia vào cuối tuần và cho cả hành trình tại World Cup 2022 vào cuối năm nay. Sau khi cuộc chuyển giao quyền lực tại Chelsea hoàn tất, ông chủ mới Todd Boehly đã dành tặng Tuchel món quà chào mừng với màn duyệt chi ngân sách chuyển nhượng 200 triệu bảng trong mùa hè năm nay. Không dừng lại ở đó, vị chủ tịch người Mỹ còn muốn giao toàn quyền quyết định đến chính sách mua bán cầu thủ huấn luyện viên Thomas Tuchel. Theo thông tin được Sport Mail chia sẻ, Tuchel sẽ là người chịu trách nhiệm tất cả chiến lược chuyển nhượng của đội bóng trong mùa giải này. Ông sẽ làm việc lắng nghe tư vấn từ thành viên ban điều hành đội bóng để phù hợp với triết lý và hệ thống chiến thuật. Những thành viên trong ban điều hành này bao gồm giám đốc thể thao Marina Granovskaya cùng giám đốc kỹ thuật Petr Cech. Bộ đôi này giờ sẽ chỉ sắm vài người cố vấn để đưa ra những đường lối hợp lý nhất trong việc mua bán cầu thủ theo nguyện vọng của huấn luyện viên Tuchel. Đây là một trong những thay đổi rất lớn dưới thời chủ tịch Boehly. Đây được dự báo là một mùa hè đầy biến động tại Stamford Bridge. Một mặt huấn luyện viên Tuchel cần giải quyết những câu chuyện về Lukaku, về Jorginho, Pulisic và rất nhiều những cầu thủ khác đang đối mặt với tương lai bất ổn. Mặt khác, ông cũng cần phải tìm những cái tên phù hợp để vá hàng thủ sau sự ra đi của Rudiger và Christensen. De Ligt hay là Martin Skriniar đều đang nằm trong tầm ngắm. Sau khi cập bến Manchester United, Erik ten Hag đang bước đầu có những sự chuẩn bị về mặt nhân sự ở cả thành phần các cầu thủ lẫn đội ngũ huấn luyện của mình. Đây sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng cho hành trình tái thiết của Quỷ Đỏ trong tương lai gần. Một cái tên được vị chiến lược gia người Hà Lan nhắm tới cho vị trí trợ lý của mình chính là cựu tiền đạo Man United Robin van Persie. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Arsenal được cho là đã từ chối lời đề nghị trở lại Old Trafford để trở thành cánh tay phải đắc lực của ten Hag. Van Persie chính là lựa chọn hàng đầu của vị chiến lược gia 52 tuổi trước khi ông lựa chọn cho mình hai gương mặt khác là Mitchell van der Gaal và Steve McLaren. Cựu chân sút người Hà Lan đã quyết định ở lại tiếp tục với đội ngũ huấn luyện của câu lạc bộ Feyenoord ở cả đội 1 lẫn cấp độ trẻ. Bên cạnh đó, Van Persie cũng đã chúc mừng Ten Hag vì sự lựa chọn dẫn dắt Man United. Ngôi sao một thời của Quỷ Đỏ cho rằng không có nơi nào tốt hơn cho tài năng của Ten Hag hơn là sân Old Trafford vào lúc này. Cú ốc đầu của Zinedine Zidane dành cho Materazzi ở kỳ World Cup 2006 đã trở thành một trong những biểu tượng khó phai trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bức tượng này đã từng được dựng lên nhưng bị yêu cầu phá bỏ vào năm 2013 do những tranh cãi và sự phản đối của những người theo đạo Hồi vì xu hướng bạo lực và cổ suý việc thờ thần tượng. Tuy nhiên mới đây, bức tượng đã được dựng lại ở Qatar ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh. Yếu tố khiến cho những nhà chức trách của Qatar quay xe được cho là nhờ sự phát triển của xã hội sau gần một thập kỷ. Bức tượng đã được lắp đặt trở lại và được đặt tại Bảo tàng Thể thao Doha, nơi cũng sẽ diễn ra những trận đấu của vòng chung kết World Cup tới đây. Ông Seika Almayasa Antani, chủ tịch của Bảo tàng Qatar cũng đã có những chia sẻ về quyết định cho dựng lại bức tượng. Mọi người sẽ luôn cần thời gian để ngưng chỉ trích và gạt bỏ những định kiến với một điều gì đó. Zidane luôn là một người bạn tuyệt vời với Qatar và đó là hình mẫu lý tưởng cho thế giới Ả Rập. Các nhà chức trách cũng mong muốn việc dựng lại bức tượng có thể khiến cho mọi người quan tâm hơn tới sức khỏe của cầu thủ, một yếu tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới màn trình diễn của họ. Matteo Valbuena cùng Karim Benzema đã từng tạo nên một trong những xích mích tốn nhiều giấy mực bậc nhất của làng túc cầu. Đó cũng chính là thời điểm mà chân sút người Pháp bị loại khỏi thành phần đội tuyển quốc gia, bất chấp phong độ không hề tệ ở Real Madrid. Và cho tới năm 2021, Benzema mới có cơ hội trở lại khoác áo Les Bleus sau gần 6 năm xa cách. Bất đồng giữa Valbuena và Benzema là điều mà ai cũng có thể rõ ràng nhận ra khi cả hai đã có không ít lần công khai chỉ trích lẫn nhau. Tuy nhiên mới đây, chính Valbuena lại có những chia sẻ phần nào tạo ra bất ngờ khi nói về cơ hội giành quả bóng vàng của người đồng hương. Thật là không công bằng nếu nói rằng anh ấy không xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng.
đó là những lời bộc bạch của cựu tiền vệ Pháp khi nói về Karim Benzema trên đài AMC. Valbuena cũng cảm thấy vui cho người đồng đội cũ ở tuyển Pháp khi có thể bứt phá và có được những thành tựu như ngày hôm nay. Với bàn thắng có được vào lưới Cộng hòa Séc ở vòng bảng Nations League vừa qua, tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha đã phá kỷ lục của chính người đồng đội ở Barcelona là Ansu Fati. Cụ thể, Gavi đã có cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo La Roja khi mới 17 tuổi, 304 ngày. Trong khi đó, bàn thắng đầu tiên của người đồng đội Ansu Fati được ghi ở thời điểm tiền đạo này 17 tuổi và 311 ngày. Thành tích này giúp cho thần đồng của sân Camp Nou là cầu thủ trẻ nhất từng đóng góp bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Sau thành công của người đồng đội, Gavi cũng đã tiết lộ những chia sẻ từ chính Ansu Fati với tiền vệ này. Ansu nói rằng tôi có 8 ngày để vượt qua kỷ lục đó. Cậu ấy rất vui vì tôi đã làm được điều đó và cả hai đều rất vui mừng vì đã cùng có mặt tại đây. Sau khi đã thiết lập nên một cột mốc mới ở đội tuyển quốc gia, bản thân Gavi cảm thấy rất tự hào về chính kỷ lục đó cũng như việc trở thành một phần của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Những cột mốc trong một năm vừa qua đã đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của sao trẻ thuộc biên chế Barcelona. Ở tuổi 17, Gavi đã có gần 50 trận đấu cho đội 1 của Barcelona và là nhân tố chủ chốt trong quá trình tái thiết của Xavi. Tương lai của Paul Pogba chắc chắn sẽ không còn tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford sau khi có sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Erik ten Hag. Mới đây, tiền vệ người Pháp cũng đã có lần đầu tiên chia sẻ trực tiếp với truyền thông về quyết định rời khỏi nhà hát của những giấc mơ. Tuần trước, đích thân Pogba đã thông báo về quyết định ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau một mùa giải không thể cùng Man United có được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Tôi muốn có những điều tốt nhất cho bản thân, tôi muốn được chơi bóng, được là chính bản thân mình và tận hưởng công việc này. Chúng tôi có thể thua trận đấu và danh hiệu nhưng phải luôn có được niềm vui, đó là những gì mà bản thân tôi hướng tới. Kể từ khi trở lại với nước Anh vào năm 2016, siêu sao người Pháp đã vấp phải không ít thị phi và luôn là tâm điểm của truyền thông trong màu áo của Man United. Giờ đây số 6 của sân Old Trafford muốn được ra đi để tìm kiếm một nơi anh có thể chơi bóng bằng niềm đam mê và đúng với bản ngã của mình. Ở thời điểm hiện tại, một số bến đỗ tiềm năng của Pogba có thể kể đến như mái nhà cũ Juventus hay đội bóng quê nhà Paris Saint-Germain. Câu lạc bộ Barcelona đang rất muốn đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Robert Lewandowski trước sự dòm ngó của không ít ông lớn ở lục địa già. Tuy nhiên, rủi ro chắc chắn là điều sẽ tồn tại khi Barca đang nằm trong một cuộc chạy đua không hề dễ dàng để có được chữ ký của ngôi sao người Ba Lan. Lúc này, đội chủ sân Camp Nou đang nhắm tới Gerard của Moreno như một phương án dự phòng cho việc không thể chiêu mộ thành công Lewandowski từ Bayern Munich. Xavi nhận thấy chân sút người Tây Ban Nha hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của ông. Tuy nhiên vào thời điểm này thì phí phá vỡ hợp đồng của Moreno lên tới con số 100 triệu euro, một con số mà Barca sẽ cần phải có những động thái tích cực nếu muốn có được chữ ký của tiền đạo này. Đội bóng chủ quản của Moreno là Villarreal được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và sẵn sàng chấp nhận mức phí khoảng 40 triệu euro cho thương vụ này. Saúl Níguez đến với Chelsea bằng một bản hợp đồng cho mượn với hy vọng có thể chinh phục Premier League và cho thấy tài năng của mình ở bên ngoài môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên trong suốt mùa giải vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ có 15 trận đấu được ra sân trong màu áo The Blue và phần lớn thời gian phải làm bạn với băng ghế dự bị. Với màn trình diễn không mấy thuyết phục, Chelsea đã thông báo tới Atletico Madrid rằng đội bóng London sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro. Saúl sẽ quay trở lại với Atletico Madrid để có thể đưa ra những quyết định cho tương lai của mình. Mùa giải trước, tiền vệ người Tây Ban Nha đã từng nhận được rất nhiều lời đề nghị trên khắp châu Âu trước khi quyết định lựa chọn Chelsea. Lúc này, Saúl được chuyên trang Transfermarkt định giá ở mức 28 triệu euro, một con số có thể coi là dễ chịu cho những gì mà tiền vệ này đã từng thể hiện được trong quá khứ.